비추고 Với những tính năng hiện đại, một chiếc smartphone có thể giúp bạn giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, từ chức năng liên lạc cho tới các hoạt động vui chơi giải trí vô cùng tiện ích. Và tất nhiên, thời buổi này, ai mà chẳng dùng smartphone? Bạn sử dụng chiếc điện thoại của mình thường xuyên như vậy, nhưng có chắc rằng bạn biết cách cầm chúng sao cho an toàn chưa? Khi sử dụng smartphone quá nhiều hoặc quá lâu mà cầm sai cách, đa số chúng ta đều bị hiện tượng cong ngón tay út và tác hại của nó rất khó lường. Hiện tượng cong này có tên smartphone pinky, ngón út smartphone. Hiện tượng ngón tay út bị cong xảy ra do bạn dùng nó để đỡ phần thân dưới của điện thoại trong thời gian dài. Một sự thật đáng buồn là càng ngày càng nhiều người bị hiện tượng trên do sự phát triển mạnh của smartphone có kích thước lớn khiến chúng ta phải dùng ngón út để nâng đỡ trọng lượng của máy. Tác hại của smartphone pinky là khiến các khớp trong ngón út của chúng ta bị thoái hóa, từ đó gây ra đau đớn kéo dài, có thể ảnh hưởng đến việc sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến độ thẩm mỹ của bàn tay. Hiện tượng này rất nguy hiểm vì nó không diễn ra ngay lập tức, thay vào đó là nó hình thành một cách từ từ và đến khi chúng ta phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá trễ. Với những hậu quả khôn lường như vậy, chắc chắn hội những người yêu thích smartphone đang cuống cuồng tìm giải pháp khắc phục phải không nào? Nếu bạn gặp phải tình cảnh trớ trêu này thì hãy kiên nhẫn sửa cách cầm smartphone ngay từ hôm nay nhé. Rất đơn giản, khi sử dụng điện thoại, hãy chú ý không để phần ngón út trên hai bàn tay của mình ở cạnh dưới. Tuy nó có thể hơi khó chịu một chút, nhưng các bạn sẽ quen với điều đó trong thời gian ngắn thôi. Bên cạnh đó, bạn nên bỏ thói quen sử dụng smartphone trong thời gian dài, dành thời gian thư giãn cổ tay và ngón tay để thoải mái hơn nhé. Thời điểm tốt nhất để bay là vào buổi sáng. Thứ nhất, buổi sáng sẽ ít có nguy cơ hoãn chuyến bay. Và thứ hai, nếu bạn sợ bay, buổi sáng là thời điểm ít xảy ra nhiễu loạn không khí nhất. Các hàng ghế gần cửa sổ bao giờ cũng lạnh hơn. Nhiệt độ bên ngoài cabin máy bay có thể hạ xuống âm 60 độ C đến âm 65 độ C và nó khiến cho nhiệt độ của máy bay cũng giảm theo. Cái lạnh này có thể được cảm nhận rất rõ ở các hàng ghế gần cửa sổ, đặc biệt là vào mùa hè khi hành khách thường chỉ mặc quần áo mỏng. Vì thế, nếu bạn thích ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì nhớ mang theo áo khoác nhé. Những hàng ghế cuối là nơi được phục vụ tốt nhất. Vì đây là nơi nhanh nhất, thuận tiện nhất và dễ nhớ nhất để mang thêm đồ ăn, nước uống hay bất kỳ dịch vụ nào khác đến cho khách. Bàn gập và túi đựng vật dụng trên ghế là những nơi bẩn nhất trên máy bay. Sau một chuyến bay dài, toàn bộ rác đều sẽ bị nhét vào chiếc túi sau lưng ghế. Và nếu rác có được dọn hết, những chiếc túi này cũng sẽ không được làm vệ sinh hay khử trùng. Còn bàn gập là nơi mà các bà mẹ rất thường dùng để thay tã cho con. Vì thế khi lên máy bay, tốt nhất bạn nên chuẩn bị khăn ướt, vật dụng nên cất vào túi xách riêng của mình và đừng đặt đồ ăn trực tiếp lên bàn. Nên chọn phần thức ăn đặc biệt. Hiện tại nhiều hãng hàng không phục vụ khách với nhiều menu khác nhau, chẳng hạn menu cho người ăn chay, người ăn thịt, người ăn hải sản. Nhưng nếu không có sở thích đặc biệt nào, bạn nên chọn menu đặc biệt vì nó thường ngon hơn và đa dạng hơn. Không nên uống trà hay cà phê. Loại nước dùng để pha chế đồ uống nóng trên máy bay có thể chứa các loại vi khuẩn nguy hiểm như E. coli hay tụ cầu vàng. Điều này đã được các nhà khoa học chứng minh sau khi xét nghiệm điều kiện vệ sinh trên rất nhiều chuyến bay khác nhau. Thay vì uống trà hay cà phê, tốt nhất bạn nên uống nước lọc đóng chai hoặc nước ép trái cây. Đừng thổi gối cổ quá căng. Vì nếu bạn thổi quá căng, khi áp suất trong máy bay thay đổi, có thể nó sẽ nổ tung đấy. Thay vào đó, bạn chỉ cần thổi hơi phồng một chút thôi. Lăng khử mùi đã có từ thời Ai Cập cổ đại. Nghệ thuật tắm với hương thơm và sử dụng nước hoa cho vùng da dưới cánh tay được phát minh đầu tiên bởi người Ai Cập cổ đại.
năm 1888, sản phẩm khử mùi deodorant đầu tiên được đăng ký bản quyền dưới tên gọi Mum. Sau đó 15 năm, sản phẩm kiểm soát mồ hôi và diệt khuẩn antiperspirant đầu tiên được ra đời có tên gọi Everide. Vì sao lăn khử mùi có thể ngăn mùi hôi? Mồ hôi gần như không mùi. Mùi hôi là kết quả của vi khuẩn được thải ra trên da của bạn từ các tuyến mồ hôi ở các khu vực có nhiều lông, tóc như vùng nách, da đầu, v.v. Và lăn khử mùi có chứa thành phần kháng khuẩn để ngăn chặn mùi hôi đó. Cần phân biệt giữa deodorant và antiperspirant. Các sản phẩm khử mùi được chia ra làm hai dòng chính, gồm deodorant là sản phẩm có tính chất kháng khuẩn để ngăn chặn mùi hôi trước khi nó bắt đầu bốc mùi và trở nên khó chịu hơn. Antiperspirant có khả năng kiểm soát mồ hôi và diệt khuẩn, do đó các sản phẩm dòng này thường dành cho những người có vấn đề về tuyến mồ hôi hoặc các vận động viên. Antiperspirant không có công dụng làm ngưng quá trình tiết mồ hôi. Mặc dù có khả năng kiểm soát mồ hôi cũng như diệt khuẩn rất hiệu quả, nhưng các sản phẩm thuộc dòng antiperspirant chỉ có tác dụng tiết chế một lượng mồ hôi nhất định. Báo cáo của Wall Street Journal cho thấy các loại chất khử mùi với quảng cáo bảo vệ cả ngày chỉ có thể cắt giảm 20% sự tiết mồ hôi của vùng dưới cánh tay, trong khi đó với loại Extra Strength là 30%. Bạn có thể sẽ bị trơ với lăn khử mùi. Nếu một ngày nào đó bạn nhận ra nhãn hiệu lăn khử mùi quen thuộc của mình không còn hiệu quả như những ngày đầu nữa, đừng vội bắt đền nhà sản xuất. Nguyên nhân có thể do bạn dùng sản phẩm trong thời gian dài và mồ hôi của bạn bắt đầu trơ với hoạt chất diệt khuẩn trong lăn khử mùi rồi. Ông Hanley, phó giáo sư da liễu thuộc Đại học Nam California, đã chia sẻ với tờ Men's Health là hãy thay đổi nhãn hiệu sau mỗi 6 tháng hoặc lâu hơn. Thực chất không có sự phân biệt giữa lăn khử mùi cho nam và cho nữ. Cũng giống như nước hoa, lăn khử mùi cho nam và cho nữ chỉ khác nhau ở hương thơm, còn lại về thành phần cơ bản là giống nhau. Vì thế bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng lăn khử mùi của bạn trai hoặc bạn gái mình mà không phải lo chúng không có tác dụng. Sự khác nhau về tên, mẫu mã thực chất chỉ là một chiến lược marketing của các hãng mà thôi. Nguyên nhân của vệt ố vàng khi dùng lăn khử mùi vẫn còn là giả thuyết. Không ai kể cả các nhà sản xuất lăn khử mùi chắc chắn được đâu là nguyên nhân dẫn đến những vết ố vàng dưới nách áo bạn. Một vài giả thuyết cho rằng nguyên nhân có thể là do hoạt chất nhôm có trong chất khử mùi phản ứng với mồ hôi, bột giặt hoặc chất liệu vải của chiếc áo bạn mặc, hoặc cũng có thể là do tất cả các yếu tố trên cộng lại. Cách duy nhất để ngăn hiện tượng này chính là lựa các sản phẩm không có hoạt chất nhôm trong thành phần. Dùng lăn khử mùi trước khi đi ngủ sẽ hiệu quả hơn. Ban đêm, đặc biệt là sau khi tắm và trước khi đi ngủ, dùng lăn khử mùi sẽ hiệu quả hơn so với ban ngày. Nguyên nhân là vì lúc này cơ thể chúng ta sạch sẽ và ít đổ mồ hôi hơn. Chất khử mùi có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với da mà không bị chặn lại bởi mồ hôi, vì vậy mà chúng hoạt động hiệu quả hơn. Không phải ai cũng nhờ cậy đến lăn khử mùi. Có một cách đơn giản để kiểm tra xem liệu bạn có cần sử dụng lăn khử mùi hay không. Nếu ráy tai của bạn tối màu và dính, hãy sử dụng lăn khử mùi. Tuy nhiên, nếu ráy tai khô và sáng màu, bạn không cần dùng, bởi những người có ráy tai khô thiếu một chất hóa học trong nách mà vi khuẩn gây mùi cần đến. Chính vì vậy mà vùng da dưới cánh tay của họ dù đổ mồ hôi nhưng vẫn ít có mùi khó chịu. Sử dụng lăn khử mùi ngăn mùi hôi chân. Mùi hôi chân thường gây khó chịu và bất tiện cho chủ nhân của nó. Có một cách đơn giản để ngăn ngừa là sử dụng lăn khử mùi trên bàn chân vào ban đêm. Mồ hôi cũng như mùi hôi sẽ nhanh chóng biến mất vào ngày hôm sau. Lăn khử mùi làm giảm ma sát khi mang giày. Nếu lỡ mua một đôi giày quá chật, bạn có thể sử dụng lăn khử mùi trên bàn chân để tạo ra một rào cản giữa da và giày, ngón chân bạn sẽ đỡ đau đớn hơn. Tự làm ra sản phẩm lăn khử mùi cho chính mình. Trong tự nhiên có rất nhiều loại dầu thực vật hay tinh dầu có tính kháng khuẩn, do vậy bạn hoàn toàn có thể tự làm ra sản phẩm lăn khử mùi thành phần thiên nhiên 100%.
Tuy nhiên nên nhớ rằng nó có thể không ngăn mùi hiệu quả và lưu hương thơm lâu như các sản phẩm hóa học. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.